Chào tất cả các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị đi câu câu cá lóc. Nay giờ chuẩn bị đang cho mấy con vịt nó ăn nè. Bắt nó đi câu cá lóc. Trước tiên phải cắt đuôi nó trước một cái. Để khi mình câu nó không có bị ướt, nó không có bị mết. Nếu mà mình không cắt đuôi mình câu chút xíu nữa nó bị ướt nước, nó bị mết, nó dễ mệt, bị dễ đuối lắm. Để cắt trước ông mày lanh nè. Này thì mình mua 5 con để dành xây cua. Con nào nó bị ướt, nó bị mệt thì mình đổi con khác. Đây có cái bầy nhộng nè. Mới đỏ à? Bạn nhìn là thấy à? Ngoài đây nè. Này đông lắm, mới đỏ. Chú lùm sao không à? Muốn nhả lên dài đâu muốn dữ vậy. Con quay nè, con quay đây luôn, nó vô cho lại ổn nè. Dịch bún không không có không ấy à, bún ngược không. Áp vô nữa các bạn ơi. Nãy dịch kia ướt rồi mình mới thay dịch khác vô. Thank you.
con hả? Bảy con có bẻ. Đầu mình móc mấy ngóc vô để mồi nè. Chút ạ. Theo các bạn, thắp một cái là dính tại chỗ. Nè, gỡ thì gỡ nó ra an toàn. Còn sống thì nguyên không sao hết. Ê! Nãy giờ hai anh em câu chắc cũng khoảng 15 phút rồi các bạn. Dính được ông này. Cá đực cái gì nữa. Nhìn nó ôm nhôm. Không. Đầu chào bá. Hay bỏ con cá dưới đi rồi mình bỏ miếng giấy trên á. Lát xuống gò đi lấy.
mình đem theo nhiều vịt, có gì mà con này ướt mình thay con kia. Tiếp tục mình câu thêm con nữa. Theo nãy giờ mình không tắp bạn ơi, nãy giờ chắc cũng hơn nửa tiếng có rồi, dịch nước nhem không tắp là không tắp, chắc phải chiều câu lại. Lâu rồi ngồi đó ngon không tắp. Đây kiếm một khác không, hai mình nó đẳng câu các bạn. Mình bây giờ mình lên đây nè. Cái chỗ đen hồi chưa thấy mà không câu nè, giờ dịch cỏ ra để câu. Hết nó nổi ha. Mình tắp hai cái là dính này. Cái này bự ạ. Khoảng cỡ nửa cân, 5 lạng. Nè, cầm cái vòng tay không hết, tay bự. Đây con cá đầu tiên. Còn anh hai vẫn còn đứng đang câu nữa kìa. Bắt cá này bỏ vô.
hôm nay đi thì quên, không tính là tối lắm, không có đem theo đèn pin. Quay có gì tối các bạn cũng thông cảm mà. Bỏ mấy ông này vô, tối thì còn chạy như nhau. Lát về lấy lò nghẹ chi vô trong cái chân con vịt. Anh em mình đang câu cái bầy hồi sáng mà mình với anh hai câu không bạn. Rồi nó vô về. Buổi tối nhảy táp không biết làm sao nữa. Đang chờ. Ra mới táp mà bạn ơi. Giờ bầy đi đâu mất tiêu. Hai ổng đang gắn nhợ vô. Bên nào bên hai cũng có ổ đen á. Đó, táp á. Không biết giờ bầy không. Bầy đâu mà không biết. Vô đèn vậy sao biến thấp? Vô đèn vô chứ sao? Dội cho mấy cây cỏ. Để tôi dội cho. Để tôi dội thì không thấy gì luôn. Dội trên á, dội trên đây nè. Ừ, vậy á. Bỏ vô lỗ mà tôi dội đi kìa. Thôi, để đéo có lỗ thấy không? Đúng lại một chút. Sao lỗ không nổi? Dính này bài dịch lôi ngoài đó quá không công 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 mà con nữ ở ngoài nó mới vô trong đó mẹ ơi không biết cho chú con bếp vô con nữ mặt nó tiêu cực thôi lên chuyện thôi.